Thưa quý vị, thời gian gần đây, hạn hán diễn biến ngày càng gay gắt, thời gian kéo dài, thường xảy ra từ tháng 12 năm trước đến tháng 6 năm sau. Cao điểm mặn xâm nhập sâu vào nội đồng ở các tháng 2 đến tháng 4. Về sản xuất, hạn hán xâm nhập mặn sâu vào nội đồng cũng làm ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ. Thiệt hại nhiều nhất là trên diện tích lúa, xảy ra hầu khắp địa bàn của tỉnh, nặng nhất là các huyện Trùng Hạ, phía nam của tỉnh. Đối với huyện Cần Đước là địa phương hàng năm bị xâm nhập mặn sớm nhất và thường thiếu nước sản xuất vào mùa khô. Năm 2016, huyện đã tăng cường công tác đầu tư xây dựng các cống thủy lợi, nạo vét các kênh nội đồng nhằm đảm bảo tiêu úng chống hạn. Rút kinh nghiệm bị thiệt hại do hạn mặn năm trước, chính quyền và người dân tiếp tục khuyến cáo thực hiện gieo xạ lúa theo lịch thời vụ, xuống giống tập trung, né trầy, phòng chống hạn mặn. Nên từ đó, giá trên 10.700 hectare lúa mùa và đông xuân 2016-2017 đến nay đã thu hoạch dứt điểm. Trong đó, xã Tân Lân có diện tích lúa vụ đông xuân cũng khá lớn trong huyện, giá trên 1.200 hectare. Đến nay, người dân đã thu hoạch xong. Ủy ban nhân dân xã cùng các ngành chức năng huyện xã thường xuyên tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, lồng ghép tuyên truyền và khung lịch thời vụ hè thu để dân nắm bắt áp dụng để hạn chế sự ảnh hưởng do hạn mặn năm nay. Chuẩn bị cho vụ hè thu sắp tới thì bà con là coi như là trước hết là đốt đồng, sau là cày xới phơi đất, và đồng thời thì có điều kiện có nước thì bà con là bơm lên để có xử lý coi như là có mầm lúa dại, và đồng thời là chuẩn bị cho là xuống đồng, xuống giống là đồng loạt. Đang chuẩn bị cho cái vụ mùa hè thu sắp tới, cho nên là cũng tổ chức là bà con để tập huấn bà con để gieo xạ cho nó đúng lịch và hướng dẫn các kỹ thuật về kỹ thuật canh tác, rồi là làm sao tổ chức bà con là gieo xạ đồng loạt và để cho tiện cái việc cơ giới hóa gieo xạ đồng loạt theo lịch. Trong thời gian vừa qua, địa phương cũng thường xuyên nâng cấp sửa chữa cũng như là nạo vét các hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, đặc biệt là cái lịch điều tiết nước thì thông báo kịp thời trong nhân dân để nhân dân chủ động được cái nguồn nước trong phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ủy ban dân cũng có kiến nghị với phòng nông nghiệp phát triển nông thôn thì đã khảo sát những khu vực để làm những cái ao lắng để chứa nước để phòng hờ những trường hợp mà thiếu nước trong mùa khô thì sẽ khơi thông những cái ao này để phục vụ nước cho bà con nhân dân trong sản xuất. Theo kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2017, huyện Cần Đước gieo xạ gần 9.500 hecta. Về chủ động nguồn nước phòng chống hạn mặn, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy định về phân cấp công trình thủy lợi. Các trạm quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, thông báo chất lượng nước trên sông và trong nội đồng, xây dựng lịch đóng mở cống, các cống đầu mối triển khai về cho các xã, nhân dân biết để chủ động sản xuất, phòng chống xâm nhập mặn vào đồng ruộng trong mùa khô. Khuyến cáo người dân có kế hoạch giữ nước trong kênh rạch, ao mương phục vụ cho sản xuất. Việc gia cố đê bao và các cống trên đê là cái giải pháp rất là hữu hiệu để mà hạn chế cái xâm nhập mặn. Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban huyện về các công tác tuyên truyền rồi khuyến cáo bà con nông dân là thứ nhất là tuân thủ theo cái lịch thời vụ, khung lịch thời vụ đã được sở khuyến cáo. Thứ hai là sử dụng các cái giống xác nhận và những cái giống có khả năng để chống chịu hạn mặn, và cái kỹ thuật chăm sóc thì cũng phải phù hợp ở cái điều kiện mà hạn xâm nhập mặn để có được cái hiệu quả sản xuất cao nhất. Tân Trụ cũng là một trong các huyện phía nam của tỉnh Long An bị ảnh hưởng sớm hạn mặn hàng năm. Riêng vụ đông xuân năm 2015-2016, toàn huyện có gần 1.400 hectare lúa đông xuân của trên 2.500 hộ dân bị thiệt hại, trong đó có gần 400 hecta bị thiệt hại từ 30-70% và gần 1.000 hecta bị thiệt hại trên 70%. Trước kinh nghiệm trên, từ vụ hè thu năm 2016, chính quyền cùng với người dân đã gieo xạ đúng lịch thời vụ nên không bị thiệt hại do thiếu nước tưới và chủ động cho vụ đông xuân 2016-2017. Từ đó, vụ đông xuân năm 2016-2017 toàn huyện gieo xạ trên 5.400 hecta, đến nay thu hoạch dứt điểm. Vụ hè thu năm 2017, theo kế hoạch toàn huyện gieo xạ trên 5.200 hecta. Theo dự báo, nguồn nước phục vụ cho sản xuất có thể bị ảnh hưởng xấu do nước mặn. Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi trong mùa khô năm 2017 nhằm phục vụ sản xuất lúa và cả rau màu. Huyện Tân Trụ đang tập trung chỉ đạo ngành chức năng cùng các xã theo dõi chất lượng nước, tình hình thời tiết để có kế hoạch điều tiết nước phục vụ cho sản xuất, tăng cường kiểm tra, bảo vệ các công trình thủy lợi, xây dựng lịch điều tiết nước phục vụ tốt cho sản xuất hè thu. Trước kinh nghiệm đợt hạn mặn hồi năm trước,
Năm nay, nhiều địa phương trong huyện tập trung công tác gia cố, nâng cấp các tuyến đê bao, cống đập, ngăn mặn trữ ngọt. Nông dân cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó với tình trạng hạn mặn. Thì bà con hiện nay bây giờ họ làm đất, vệ sinh đồng ruộng, rồi chuẩn bị rồi giống, rồi vét lại những kinh mương để rồi chuẩn bị cho cái vụ hè thu tới. Cái thứ nhất là cái vụ hè thu, rồi cái vụ đông xuân, rồi vụ thu đông. Thì bà con ngại nhất là cái vụ sau này, vụ ba là nó thiếu nước. Trên địa bàn xã Nhật Ninh thì khoảng 1.800 hộ, rồi cái diện tích đất canh tác nông nghiệp là khoảng trên dưới khoảng 600 hecta, nằm dọc theo hai cái nhánh sông, dòng có đông, dòng có tây. Thì cái coi như là nó có 6 tháng mặn và 6 tháng ngọt, có nghĩa là những cái tháng mùa khô đó thì đất nó cũng xâm nhập mặn, cho nên thì cái vấn đề mà chủ động nguồn nước thì hết sức khó khăn. Cho nên thì trong cái việc đó thì đối với chính quyền địa phương thì cũng tập trung cho cái công tác nạo vét các cái tuyến kênh nội đồng trong những cái tháng mùa khô, thì tôi có phải tập trung cho cái nạo vét các cái tuyến kênh nội đồng để chuẩn bị cho cái vụ hạ thu sắp tới. Tổng hợp báo cáo từ văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An cho thấy năm 2016, tình hình xâm nhập mặn đến cuối tháng 4 đầu tháng 2016, với thời điểm hiện nay độ mặn đạt đỉnh cao nhất và xâm nhập sâu vào nội đồng. Những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 2016, do có mưa đầu mùa nên độ mặn giảm dần và không còn xâm nhập vào nội đồng. Trong năm 2016, hạn mặn gây thiệt hại và cây trồng ở nhiều địa phương trong tỉnh với tổng diện tích thiệt hại gần 9.500 hecta, trong đó gần 8.700 hecta lúa, cây ăn trái và cây khác trên 600 hecta và trên 180 hecta rau màu. Ước tổng thiệt hại về cây trồng trên 190 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của hàng ngàn hộ dân trong vùng. Về công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, năm 2016, tỉnh đã hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thiệt hại do hạn xâm nhập mặn cho ngân sách các huyện và thành phố Tân An với tổng mức hỗ trợ là trên 17 tỷ 880 triệu đồng. Và phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2015-2016 với tổng kinh phí là 25 tỷ đồng. Năm 2017, trong kế hoạch phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thiệt hại, đối phó hạn hán và xâm nhập mặn, tỉnh tiếp tục đầu tư tu bổ, sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi bằng các nguồn vốn, xây dựng cơ bản, sự nghiệp thủy lợi, cấp bù thủy lợi phí và vốn chống hạn do Trung ương hỗ trợ, đã đảm bảo được phần lớn nguồn nước tưới tiêu, ngăn mặn, phòng chống thiên tai và kết hợp làm đường giao thông thủy bộ. Ngành chức năng tỉnh đang nỗ lực cùng với các địa phương sớm thực hiện hoàn chỉnh việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng vật nuôi mùa vụ phù hợp. Áp dụng công nghệ tiết kiệm nước tưới, sử dụng nước từ các ao, hồ chứa nước để chống hạn tạm thời, ưu tiên cấp nước sinh hoạt, sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước. Các đơn vị hữu quan trong việc quan trắc độ mặn có kế hoạch vận hành, điều tiết các cống đầu mối hợp lý sao cho đảm bảo được nguồn nước một cách tốt nhất phục vụ sản xuất. Xây dựng kế hoạch lắp đặt thiết bị quan trắc tự động về mực nước, chất lượng nước ở các huyện phía Nam. Các huyện phía Nam cần tăng cường gia cố và nâng cấp hệ thống đê bao ngăn triều cường, ngăn mặn, giữ ngọt và quản lý chặt chẽ việc vận hành các cống đầu mối. Theo cái dự báo mà của các cơ quan khí tượng thủy văn thì cái năm nay là khả năng là cái hiện tượng El Nino sẽ tái diễn trở lại là từ nửa cuối năm 2017 qua năm 2018, và do đó là dự báo là mùa mưa năm nay là khả năng đến sớm nhưng mà khả năng là cũng sẽ kết thúc sớm, do đó là đề nghị là bà con nhân dân là tuân thủ theo cái lịch thời vụ của ngành nông nghiệp phát triển thôn. Đối với các huyện phía Nam thì là đề nghị là xuống giống là đợt 1 là từ 15 tháng 5 là 5 đến 15 tháng 5 năm 2017, và đợt 2 là từ 2 đến 12 tháng 6 năm 2017, là để coi như là kịp cái thời vụ và đồng thời là xuống giống là đồng loạt nhanh gọn, vì khả năng là cái mùa mưa là nó sẽ kết thúc sớm để hạn chế những cái thiệt hại. Theo đánh giá của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ đầu mùa khô 2016-2017 đến nay, xâm nhập mặn trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện muộn hơn và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016. Nhưng từ cuối tháng 4 và thời gian tới, cùng với khô hạn thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng ảnh hưởng sâu vào nội đồng, ảnh hưởng đến mùa vụ. Do đó, việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với tình hình thiếu nước, hạn hán xâm nhập mặn mùa khô năm 2017 và những năm tiếp theo là hết sức cần thiết. Thông tin rộng rãi kịp thời cho người dân biết về diễn biến thay đổi thời tiết, mức độ xâm nhập mặn,
khuyến cáo nông dân chủ động sử dụng nguồn nước phù hợp khi hạn mặn tăng cao, hoặc chủ động chuyển đổi giống cây trồng, giống thủy sản cho phù hợp, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả cho trước mắt và xa hơn nữa.